Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một cái đơn vị mà rất chủ động trong vấn đề về xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số của mình. Tôi thấy rằng là thứ nhất là về khía cạnh về nhận thức thì cán bộ quản lý, kể cả lãnh đạo của tập đoàn đã rất quan tâm đến nội dung này. Các cái báo cáo của chúng tôi thì đều được báo cáo thẳng cho lãnh đạo của tập đoàn. Cái thứ hai nữa thì tập đoàn cũng đã xây dựng các cái nguồn lực của mình ở cấp độ tập đoàn. Tôi nghĩ rằng là đây là những các cái nhân tố ban đầu rất tốt. Các lực lượng này sẽ là các cái nhân tố cơ bản để mà cho các cái hệ thống có thể vận hành tốt, được theo dõi thường xuyên, được cập nhật thường xuyên. Tôi thấy đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng, và tôi tin rằng với sự quyết tâm, và đôi khi trong chuyển đổi số mình dùng từ quyết liệt của lãnh đạo, thì tôi tin rằng là trong thời gian tới đây sẽ có rất nhiều những cái thay đổi mà EVN sẽ đưa lại cho doanh nghiệp cũng như là đưa lại cho khách hàng. Có ba cái yếu tố vô cùng quan trọng đối với một cái hành trình chuyển đổi số. Yếu tố thứ nhất là cái sự bảo trợ của lãnh đạo trong một tập đoàn, trong một doanh nghiệp. Bởi vì cái sự chuyển đổi số đó nó bắt đầu từ cái chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp, của một tập đoàn. Thì sự bảo trợ, sự quan tâm, sự cam kết của lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Yếu tố thứ hai là yếu tố platform, là nền tảng. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là có rất nhiều doanh nghiệp về công nghệ. Những doanh nghiệp về công nghệ đó mang tới những cái nền tảng, là những công cụ, là những giải pháp, là những công nghệ để giúp cho doanh nghiệp thực thi cái việc chuyển đổi số. Và yếu tố thứ ba là luôn luôn quan trọng nhất, đấy là yếu tố về people, là con người. Bởi vì doanh nghiệp chỉ có thể vận hành được, doanh nghiệp chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi có yếu tố con người. Là trong cái quá trình mà phát triển trong tương lai thì những định hướng của công nghệ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến định hướng phát triển của EVN. Và EVN có thể đạt được những đẳng cấp ngang với cả những công ty điện lực ở trên thế giới hay không thì rất phụ thuộc vào cái việc là đầu tư công nghệ thế nào và đầu tư có đúng hướng hay không. Đối với cả Microsoft thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là sự chuyển đổi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là quan tâm đến những nền tảng thực sự quan trọng, đấy là nền tảng điện toán đám mây. Trên đó thì có những cái ứng dụng IoT là phục vụ cho toàn ngành trong tất cả những cái tác nghiệp mà liên quan đến dữ liệu. Khi mà chúng ta đã có một nền tảng tốt, chúng ta có cơ chế để thu thập được rất là nhiều loại dữ liệu khác nhau, và đặc biệt là có những ứng dụng để xử lý những cái dữ liệu đó, thì trong công tác hoạt động điều hành, chỉ đạo và ra chiến lược, xây dựng chiến lược thì chúng ta có thể có những cái nhìn nó rất rõ ràng và hiệu quả. Chúng tôi có thể sử dụng các cái giải pháp như chatbot, voicebot hoặc là các cái tự động hóa như là APA chẳng hạn như vậy, để giúp cho EVN có thể là tạo ra những cái ứng dụng để tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Và cái nền tảng trí tuệ nhân tạo đó kết hợp với các cái bài toán model về phân tích và xử lý dữ liệu lớn mà FPT đã nghiên cứu thì có thể giúp cho EVN có thể là tạo ra những cái bài toán về chân dung, xây dựng các chân dung 360 độ về khách hàng của mình, và từ đó tạo ra những cái đột phá trong việc chăm sóc khách hàng cũng như mang tới cho khách hàng những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mà tuyệt vời của EVN.